Nhà ống là loại hình kiến trúc phổ biến ở các thành phố và đô thị, nơi có diện tích đất hạn hẹp và giá cả đất đai đắt đỏ. Do giới hạn về không gian, nhiều gia chủ thường tập trung tối đa hóa diện tích sử dụng mà vô tình bỏ qua một số tiêu chí, dẫn đến những sai lầm trong thiết kế và bố trí không gian sống. Dưới đây, blog Nội thất đẹp sẽ chia sẻ những lưu ý quan trọng giúp các gia chủ có ý định xây dựng nhà ống trong năm 2024 tránh mắc phải các sai lầm. Một, nhà ống là gì? Nhà ống có tên gọi chung là kiểu nhà phố có thiết kế hình chữ nhật, được xây dựng trên diện tích đất có chiều ngang, mặt tiền nhỏ hơn chiều dài, chiều sâu. Với những đặc thù về dân cư đông đúc nên diện tích xây nhà ở dân dụng tại thành thị ngày càng bị hạn chế, do đó nhà ống trở thành đề cử sáng giá cho những tổ ấm có quỹ đất khiêm tốn. Nhà ống đã trở thành một tác phẩm kiến trúc vượt thời gian và không gian. Hiện nay, kiểu nhà này không chỉ xuất hiện ở các thành thị mà còn lan rộng ra ngoại ô, thị trấn và cả nông thôn. Thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch và hiện đại của nhà ống thu hút nhiều chủ đầu tư trẻ tuổi yêu thích sự tiện nghi và chủ động. Nhờ vào những đặc điểm này, nhà ống luôn giữ được sức hấp dẫn và không bao giờ lỗi thời trước sự thay đổi của các xu hướng kiến trúc hiện đại. Hai, sai lầm khi xây nhà ống khiến nhiều gia chủ hối hận không kịp. Sơn màu quá tối cho các hạng mục trong căn nhà là sai lầm nghiêm trọng trong thiết kế nhà ống. Đặc trưng của nhà ống là diện tích khá khiêm tốn, vì vậy khi chọn màu sơn cho căn nhà, tránh chọn màu quá sáng hoặc quá lòe loẹt cũng như màu quá tối để không làm cho không gian trở nên chật hẹp và bí bách, đặc biệt là ở phòng khách. Thay vào đó, nên lựa chọn những gam màu trung tính như bạc, trắng và xanh dương nhạt để tạo cảm giác thoáng đãng và rộng rãi. Một không gian có màu sắc phù hợp không chỉ tạo cảm giác về chiều rộng và chiều sâu cho căn nhà mà còn ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng của các thành viên trong gia đình. Trang trí quá nhiều đồ nội thất khiến nhà ống mất thẩm mỹ. Một trong những sai lầm phổ biến trong thiết kế nội thất nhà ống là sử dụng quá nhiều đồ nội thất, với suy nghĩ rằng điều này sẽ làm cho căn nhà trở nên sang trọng và tiện nghi hơn. Thực tế, không gian chỉ có giá trị khi biết cách sử dụng đồ nội thất một cách tối ưu, gọn gàng và đa năng cho tất cả các phòng từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh đến phòng thờ. Việc trang trí quá nhiều đồ nội thất sẽ làm cho không gian trở nên lộn xộn, rườm rà và mất đi tính thẩm mỹ. Thiết kế phòng ngủ thiếu cửa sổ. Nhiều căn nhà ống có diện tích quá chật hoặc gia chủ muốn yên tĩnh nên quyết định không thiết kế cửa sổ cho phòng ngủ. Đây thực sự là một sai lầm lớn về phong thủy và cũng gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của gia chủ. Phòng ngủ kín, không có ánh sáng tự nhiên sẽ rất bí bách và thiếu cân bằng. Ánh sáng đèn điện hoặc điều hòa không khí không thể thay thế được ánh sáng tự nhiên và không có lợi cho sức khỏe. Thông thường khi thiết kế, các kỹ sư xây dựng sẽ bố trí phòng ngủ ở phía trước để tận dụng ánh sáng từ ban công. Trong trường hợp nhà quá chật hoặc các phòng ở giữa và cuối nhà không có chỗ để đặt cửa sổ, các kỹ sư thường thiết kế một giếng trời nhỏ ở giữa hoặc cuối nhà để lấy ánh sáng một cách hiệu quả. Bố trí nhà vệ sinh ở cuối nhà ống gần giếng trời. Nhiều gia chủ chọn bố trí nhà vệ sinh ở khu vực cuối cùng trong nhà kèm theo bể phốt. Đối với những ngôi nhà ống quá nhỏ với diện tích chỉ khoảng 3-4m², không còn giải pháp khác nên gia chủ phải chấp nhận phương án này. Tuy nhiên, nếu diện tích nhà lớn hơn, cần lưu ý không đặt phòng vệ sinh ở cuối nhà. Nguyên nhân là vì khu vực này thường là điểm lấy khí vào nhà, ngoại trừ hướng Tây Nam. Nhà ống thường đặt giếng trời ở đây. Nếu nhà vệ sinh ở cuối nhà lại gần giếng trời, khi lấy từ trên xuống sẽ kết hợp với uế khí từ nhà vệ sinh, đẩy vào các không gian chức năng bên trong như phòng ngủ và phòng khách. Điều này sẽ làm hỏng trường khí và gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ. Làm nhà ống lệch tầng. Ưu điểm của nhà lệch tầng là tận dụng không gian trống giữa các tầng để bố trí thêm mặt sàn, giúp tổng thể các tầng không quá cao và giảm số bậc cầu thang lên các tầng. Tuy nhiên, kiểu thiết kế này có nhược điểm là mặt sàn của tầng này sẽ cắt và đâm xuyên qua mặt sàn của tầng kia, tạo ra trường khí xấu, không đồng nhất và không ổn định.
Ngoài ra, nhà lệch tầng có một nhược điểm khác là khi ra khỏi cửa, bạn sẽ thấy ngay bậc thang đi xuống, tạo cảm giác không an toàn và dễ gây té ngã, đặc biệt là với trẻ nhỏ và người già. Đối với những ngôi nhà có mặt tiền 4-5m, thiết kế lệch tầng là một sai lầm. Nếu gia chủ muốn có không gian thoáng đãng, nên chọn kiểu thiết kế thông tầng, giúp thu hút tài lộc và mang lại cảm giác an toàn hơn. Không có phòng khách. Nhiều gia chủ nhà ống để tiết kiệm diện tích nên không bố trí phòng khách, dành tầng 1 làm chỗ để xe và khu bếp. Tuy nhiên, điều này là tối kỵ cho phong thủy, vì nhà không có phòng khách sẽ không có minh đường, làm giảm cơ hội về tài lộc. Theo quan điểm phong thủy, phòng khách đại diện cho tài và là nơi thu hút các năng lượng tốt từ bên ngoài vào nhà. Do đó, dù diện tích hạn hẹp đến đâu, gia chủ cũng không nên bỏ qua không gian này. Ngoài ra, khi có ý định làm ban công, cần dành một không gian đủ thông thoáng, không nên cố làm ban công với diện tích quá nhỏ, tối thiểu cũng nên 2m2. Nếu không đủ diện tích, chỉ cần làm cửa kính lớn để đảm bảo sự thông thoáng. Ban công cũng nên được giữ luôn sạch sẽ. Không có không gian đệm huyền quan. Một lối phong thủy cơ bản mà nhiều nhà ống thường mắc phải là kết hợp phòng khách với chỗ để xe. Đây là kiểu thiết kế rất phổ biến ở những ngôi nhà ống hiện đại, xây dựng trong khoảng chục năm trở lại đây tại các thành phố và đô thị lớn. Kiểu bố trí này làm cho chỗ để giày dép nằm cùng khu vực với chỗ để xe, tạo ra sự hỗn độn về trường khí và làm mất không gian đệm của căn nhà. Do đó, khi có ý định xây nhà trong năm tới, các gia chủ cần lưu ý rằng dù diện tích nhà nhỏ hẹp thế nào, cũng cần có khoảng không gian đệm để kết nối bên ngoài với phòng khách, hay còn gọi là huyền quan. Diện tích nên dành cho không gian này tối thiểu từ 1,8 đến 2,2m2. 3. Những lưu ý khi thiết kế nhà ống. Xác định nhu cầu sử dụng. Trước hết, bạn cần xác định rõ nhu cầu sử dụng và định hình các khu vực chức năng trong nhà. Mỗi khu vực tùy thuộc vào chức năng và diện tích sẽ cần những thiết kế tối ưu và phù hợp. Vì nhà ống có chiều ngang hẹp, thường dưới 5m, việc phân chia các phòng cần được tính toán kỹ lưỡng. Nên ưu tiên các tiêu chí như sự tiện nghi, không gian riêng, khả năng thông gió và đón sáng, yếu tố phong thủy cũng như khả năng tài chính của gia đình. Yếu tố phong thủy. Đây là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu khi xây dựng nhà ở. Phong thủy nhà ở liên quan đến hướng nhà, vị trí cửa, phòng, bếp ăn, màu sơn và phải phù hợp với tuổi và mệnh của gia chủ. Theo quan niệm, một ngôi nhà hợp phong thủy sẽ mang lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc cho gia đình. Vì nhà ống thường chỉ có một mặt thoáng, nên việc cân bằng công năng sinh hoạt và yếu tố phong thủy là rất quan trọng. Hòa hợp với cảnh quan. Nhà ống thường san sát nhau, đôi khi trung tường với nhà bên cạnh. Do đó, khi thiết kế, cần tránh làm ảnh hưởng đến các căn nhà xung quanh, hạn chế tình trạng nứt tường thấm nước. Hạn chế thay đổi nhiều trong quá trình thiết kế. Bạn nên tìm hiểu kỹ và trao đổi với các thành viên trong gia đình để thống nhất ý kiến trước khi làm việc với kiến trúc sư. Không phải thiết kế đẹp nào cũng phù hợp với khu đất của bạn. Thiết kế nhà cần đảm bảo sự hợp lý, an toàn và độ bền vững. Thiết kế giếng trời cho nhà ống. Giếng trời thường được áp dụng trong thiết kế nhà ống hiện đại. Với mặt tiền nhỏ hẹp và chiều sâu lớn, không gian trong nhà dễ bị kín bưng và ngột ngạt. Giếng trời là giải pháp lý tưởng giúp cung cấp ánh sáng và không khí tự nhiên, đồng thời thông gió từ phần mái giếng trời xuống bên dưới. Theo quan niệm phong thủy, một ngôi nhà có ánh sáng và gió lưu thông tự nhiên sẽ có nguồn năng lượng tốt và vượng khí. Thiết kế giếng trời giúp giảm bớt sự bí bách, oi nóng vào mùa hè và tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Trên đây là những sai lầm khi xây dựng nhà ống thường xảy ra trong quá trình thiết kế nội thất nhà ống. Hy vọng rằng với những chia sẻ quý giá trên, bạn có thể khắc phục tối ưu nhất để có thể sở hữu không gian nội thất nhà ống đẹp, công năng và phong thủy. Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé! Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog nội thất đẹp nhé! Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.